Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh, Viettel Thanh Hóa đã đầu tư hạ tầng số hiện đại chất lượng cao, trong đó hạ tầng Internet băng rộng được Viettel Thanh Hóa ưu tiên hàng đầu. Hiện tại, Viettel Thanh Hóa đã phát triển trên 4.000 trạm phát sóng BTS đến 100% thôn bản và gần 98% dân số của tỉnh, đảm bảo tốt thông tin liên lạc đa phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan đảng nhà nước, đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp. Viettel Thanh Hóa đạt hơn 2 triệu thuê bao di động, trở thành nhà mạng có thuê bao di động nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Hơn 500.000 cổng Internet cáp quang tới 100% trung tâm xã phường thị trấn, 60% thôn xóm tương ứng với hơn 60% hộ dân sẵn sàng được kết nối Internet cáp quang, thuê bao Internet cố định băng rộng đạt hơn 300.000 thuê bao. Tôi sẽ tập trung triển khai các cái trạm cố định băng rộng đến tất cả các cái xã, thôn, bản, triển khai các cái tuyến cáp quang 100% đến các hộ dân là phải sử dụng đường truyền cao quang, sẽ nâng cái tốc độ đường truyền lên cho bà con hộ gia đình 300 mê trên một giây. Thứ hai, đồng loạt triển khai các trạm phát sóng BTS đến biển đảo, đồng bào ở miền núi. Viettel Thanh Hóa đặt mục tiêu đến hết tháng 9 năm nay đảm bảo hạ tầng để chuyển đổi 100% thuê bao 2G sang 4G băng rộng, thực hiện tắt trạm 2G, thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G. Đây là điều kiện cần thiết góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh là nâng tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng đạt trên 85% trong năm 2024.